Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chủ đề xuyên suốt của ba bài đọc hôm nay và của phụng vụ hôm nay đó chính là, như chúng ta đã nói ngay từ đầu thánh lễ, sửa lỗi cho nhau và nhất là trách nhiệm cộng đoàn vì yêu thương. Chúng ta biết rằng khi chúng ta dùng từ trách nhiệm có nghĩa là một điều bó buộc, một điều phải làm, một điều cần thiết, chứ không phải là muốn làm thì làm mà không làm thì cũng chẳng sao. Thế nên ta mới thấy được rằng trách nhiệm là của tất cả mọi người chúng ta. Bởi chúng ta là con cái Chúa, bởi chúng ta là thành viên trong cộng đoàn của Hội Thánh. Và sự thánh thiện của Hội Thánh đòi buộc mỗi người có trách nhiệm đóng góp sự thánh thiện của chính bản thân của mình. Và hơn thế nữa, góp ý để giúp cho những anh chị em nào đi xa đường lối thánh thiện mà Thiên Chúa muốn, để tất cả mọi người đều yêu thương và hiệp nhất với nhau. Chúng ta nhớ lại trong sách Sáng Thế Ký thuật lại câu chuyện Cain và Abel. Cain và Abel là hai anh em. Cain đã giết em của mình là Abel. Đến lúc Đức Chúa hiện ra và hỏi Cain: em của ngươi đâu? Abel đấy. Thì Cain mới nói: tôi làm sao mà biết nó ở đâu? Đây là một câu thoái thác trách nhiệm. Đây là một câu mà làm cho Đức Chúa phải nổi giận. Bởi vì sao? Bởi vì chính Cain đã giết em của mình. Bây giờ Đức Chúa hỏi đến thì ông lại chối đi. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta đôi lúc cũng gặp những tình trạng hay là những trường hợp ta gọi là thoái thác trách nhiệm vậy. Và phụng vụ lời Chúa hôm nay để cho chúng ta ý thức hơn về trách nhiệm đối với Hội Thánh vì yêu thương. Ngay trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel, một vị ngôn sứ sống vào thời lưu đày Babylon. Và dân Chúa khi đi lưu đày Babylon thì họ chịu ảnh hưởng của những thói tục xấu của dân ngoại, rồi họ bỏ Chúa mà thờ các thần dân ngoại. Thế nên Đức Chúa đã đặt Ezekiel như là một người canh gác cho nhà Israel. Ta có thể hình dung hồi xưa thì dân chúng ở trong một thành, và cái tháp canh thì ở trên cao. Ở chung quanh thành có nhiều tháp canh như vậy. Người canh gác đó sẽ phải ở trên cao để mà quan sát chung quanh. Từ xa có thể có những kẻ thù, có thể có những quân địch đang tiến tới và tấn công thành, thì người canh gác đó phải báo động
cho toàn thành chuẩn bị để đối phó. Rồi người canh gác Israel đó là cái người mà phải đảm bảo cho sự an toàn, cho sự tốt đẹp nhất cho dân chúng ở trong thành. Thế nên Chúa đã đặt ngôn sứ Ezekiel làm người canh gác cho nhà Israel, tức là cảnh báo những nguy hiểm và bảo vệ sự an toàn. Vừa người canh gác này có trách nhiệm, nếu không nói để mà cảnh báo cho những người gian ác bỏ đường lối của mình, thì người canh gác đó sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của người gian ác đó. Còn ngược lại, nếu người canh gác đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn người canh gác, người sẽ cứu được mạng sống của mình. Thế nên đúng là một trách nhiệm lớn lao. Rồi trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma nói với chúng ta: anh chị em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, hay là món nợ ân tình. Ta nhớ lại trong kinh lạy cha chúng ta vẫn đọc mỗi ngày đấy thôi: xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con. Có lẽ đây không phải là một món nợ vật chất, không phải là tiền bạc, mà là một món nợ ân tình. Mà Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng anh chị em mắc nợ lẫn nhau, có nghĩa rằng ta có yêu thương, ta có tương thân tương ái, ta có bác ái bao nhiêu thì vẫn cứ là thiếu, thì vẫn cứ là không đủ. Thế nên cả cuộc đời của chúng ta luôn là mắc nợ nhau về ân tình, về tình yêu, về tương thân tương ái. Và không phải chỉ là một thoáng, một chốc hay một hành vi, mà là cả cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Và đặc biệt, Thánh Phaolô cũng chỉ ra rằng yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Cái từ làm hại đây làm cho chúng ta thấy được, nếu một người nào xúc phạm danh dự, xúc phạm thể xác, xúc phạm tài sản hay xúc phạm bất kỳ gì đó, thì đó là làm hại người đồng loại của mình. Còn ở đây, yêu thương là chu toàn lề luật, là không làm hại người đồng loại của mình. Đây cũng lại là một trách nhiệm để mà chúng ta cố gắng chu toàn suốt cuộc đời của mình, để cho món nợ ân tình, món nợ tương thân tương ái đó được hoàn trọn. Còn Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta một cách thế để mà trách nhiệm về sự thánh thiện của cộng đoàn. Cộng đoàn hội thánh luôn có những người thánh thiện, chắc chắn là như vậy, nhưng mà không thiếu những người tội lỗi. Chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính rằng: tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Thì từ thánh thiện đó ta cần hiểu cho đúng, đó là Đức Giêsu là đấng sáng lập hội thánh, là đấng thánh thiện. Rồi trong hội thánh có những phương thế để giúp cho người ta nên thánh thiện, như là các bí tích, như là lời cầu nguyện, như là giáo lý, như là những lời giảng huấn. Và rồi trong hội thánh tất cả mọi người đều được mời gọi đạt đến một lý tưởng mà Chúa Giêsu đã nói: anh chị em hãy nên thánh, bởi vì Cha ở trên trời là đấng thánh. Thế nên chúng ta vẫn đang sống mà lẫn lộn giữa những người thánh thiện và những người tội lỗi, nhưng ở đây cần lưu tâm hơn đến những người tội lỗi. Và Chúa Giêsu đã chỉ ra ba bước để mà giúp cho một người gọi là hoán cải. Ta biết rằng vào thời của Chúa Giêsu, cái lối mà ta gọi là sửa lỗi huynh đệ đây khá phổ biến. Bước thứ nhất đó là góp ý một cách riêng tư. Bước thứ hai là thêm hai hay ba người nữa cũng là góp ý. Và bước thứ ba là đưa ra cho toàn thể hội thánh mà góp ý. Nếu người được góp ý đó nghe và hoán cải thì mọi sự trở nên tốt đẹp, và chúng ta đã đạt được một người anh em. Còn nếu không,
thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Câu này có nghĩa là không phải là loại trừ người đó, mà là không giao tiếp với người đó và tìm một cách thế khác hơn là ba bước mà Chúa Giêsu nói ở đây. Sử sách cũng nói rằng vào thời của Chúa Giêsu, người ta đã đôi lúc quên đi bước thứ nhất hoặc bước thứ hai hoặc bước thứ ba. Thế nên Chúa Giêsu cần nhắc lại để mà mọi người, nhất là vào thời của Chúa Giêsu, ý thức được rằng động cơ để mà giúp cho anh chị em mình được sửa đổi đó chính là tình yêu, và để hồi phục lại người anh chị em mình. Ta biết rằng trước khi Chúa Giêsu nói những lời này thì người nói với chúng ta rằng có một người có 100 con chiên, và một con chiên đi lạc thì để 99 con chiên còn lại đi tìm cho bằng được con chiên lạc đó và đem về và vui mừng. Như vậy ở đây tình yêu không phải là chung chung, mà là cụ thể từng con người một, từng cá thể, và đáng được trân trọng như vậy. Hơn thế, Thánh Matthew viết chương số 18 này ở trong, và chúng ta vừa nghe đây là một diễn giảng hay là huấn từ về đời sống của hội thánh. Thế nên chúng ta thuộc về hội thánh, chúng ta yêu thương và giúp cho anh chị em mình được hồi phục bao nhiêu có thể. Điều quan trọng không phải là cách thế hay là ba bước, mà là động lực, bởi vì chúng ta mắc nợ nhau tình tương thân tương ái. Hội thánh luôn luôn là loan báo tin mừng, hội thánh luôn luôn là phụng thờ Thiên Chúa qua phục vụ. Thế nên Chúa Giêsu nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở đó giữa họ. Rồi hội thánh luôn luôn là phục vụ và yêu thương. Với ba điều đó, loan báo tin mừng và làm chứng bằng đời sống của mình, phụng sự Thiên Chúa qua phục vụ và yêu thương phục vụ anh chị em mình, làm nên một hội thánh sống động, tốt đẹp và càng ngày càng tăng trưởng trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Thế nên những lời Chúa nói với chúng ta hôm nay để cho chúng ta ý thức về trách nhiệm của mình, một điều bó buộc, một điều cần thiết phải thực hiện, đó là trách nhiệm với cộng đoàn hội thánh, trách nhiệm về sự thánh thiện của hội thánh, trách nhiệm về tất cả những công trình của hội thánh mà chúng ta là những thành viên, nhất là trách nhiệm để hồi phục anh chị em mình làm sao cho đi đúng với đường lối của Thiên Chúa. Ở bên Tây Phương có một nhà thần học đã ví von thế này, đã ví von nhiều giáo hữu Kitô coi hội thánh như là một cái siêu thị tâm linh. Điều đó có nghĩa là gì? Coi là một siêu thị tâm linh có nghĩa rằng khi mà mình cần thì mình đến với hội thánh. Thậm chí ở bên Tây Phương người ta còn nói một cách có tính là hài hước và châm biếm thế này: cả cuộc đời của một người Kitô hữu đến nhà thờ 3 lần. Lần thứ nhất là cha mẹ đưa đến rửa tội. Lần thứ hai là cầm tay người bạn đời của mình để mà làm phép hôn phối. Và lần thứ ba là người ta đưa đến nhà thờ trên chiếc xe tang. Nói như thế xem ra là có quá đáng, nhưng mà nó cũng phản ảnh một điều rằng người ta chỉ đến với hội thánh khi cần. Rồi sao nữa? Để một số tiền và ra đi. Rồi bước tiếp theo, đến lúc mà cần thiết thì lại trở lại. Hội thánh không phải là một siêu thị tâm linh theo nghĩa đó, mà là một sự hiệp thông, mà là sự chia sẻ, là sự trách nhiệm, nhất là để mà thể hiện, để mà thực hiện món nợ ân tình tương thân tương ái, và nhất là để cho sự thánh thiện của Thiên Chúa được thể hiện trong đời sống của hội thánh và trong đời sống của chúng ta. Ước gì tất cả chúng ta ý thức được điều này, để mỗi ngày chúng ta, một thành viên ở trong hội thánh, được Thiên Chúa kêu gọi trở thành người canh giữ, người canh gác cho dân Chúa, trở thành
người giúp đỡ cho anh chị em mình, trở thành một người mắc nợ anh chị em mình một món nợ ân tình, một món nợ tương thân tương ái, trở thành người đóng góp để mà cho anh chị em mình đi đúng đường, và lúc đó tất cả đều trở thành con cái Thiên Chúa, trở thành một hội thánh thánh thiện, xinh đẹp và tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, để chúng ta luôn có trách nhiệm đối với hội thánh vì tình yêu thương và ân tình. Amen.